mai hàng đúng có mai hàng chết là chị quần cấm có mai đây cho quay kia đây đánh ở đây cắm kim đây hở đây đúng trước đúng rồi trước thì đây còn nửa khăn tròn chặn chèn đường nó không sao để chị ăn giống như dưới thừa giống mọi cái này mày nhiều quá này mày là xuyến trong để trên đồ tông này đây cái này là mai thì bắt đầu đua bột đi nha bật lên gấp mép một đường hay chạy lên được chạy được một đường đây này đua bột rồi giá chưa đáp kì một cái chân gì đó đây này còn ngô vẫn lên trên được chưa khó không khó rồi à cái sắt lút trong cái gì đây cái gì nữa cái này có căng thôi à thôi đi à mình giữ mình chốt căng đây này tay tay này đi trình tự chứ cái trước hay thì nhiều quá thì mình kiềm lấy đây này bật ra này quay giờ bật ra mí này để mai lúc là đập vải này kéo khó mặt dưới này giữ rồi tay giữ lấy này xuống rồi. Xong rồi tiếp cái má này đua bụng một tiếp này. Là khoảng 195. Đây, gấp nhất này. Sao biểu mi sáng bên đây, ra mi lại sáng bên đây trời. Đó. Để sáng mình quay bên quay bên nào bên đây mà. Tập kim nó bật cái mi ra. Tay là hết. Ra cặp cặp luôn là luôn cái vị trí lúc nãy đến đây không được qua không quay luôn. Không phải chạy hai đường à? Hai đường gì? Hai đường của môi á. Để đi à? Ừ. Đây tí nè. Mấy cái đào này thôi. Nữa cái đào này thôi. Hai đường gì? Đất đất cái đào này thôi. Đó là sau lớp môi. Lão chỉ ra để nghe khó bài mà không biết mai thì bay để giữ lấy con thì vặn vui ai học mai mà chả mới mai chả bị vặn chân vịt cũng đưa xuống đây là anh vặn liền thằng Linh không may được có còn được sao không dạy em không may được may được rồi á với cái vơ vô rồi sao à lúc sau nó lại quên là cái cầm nó lại phân vân nó sao dạ lại biểu hết rồi nó lại mang